Chào các bạn, hôm nay mình làm một cái seminar với một cái chủ đề nó cũng khá là đặc biệt. Thường mọi lần các mọi người thấy seminar nó mang tính là một cái gì đó mang tính hướng định hướng nghề nghiệp rồi cách đi, trình bày kiến thức kỹ năng vân vân để mà mọi người tiếp cận với BA tuy nhiên thì cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nó là một cái chủ đề nó nghe cái tên nó rất đặc biệt chủ đề là lầm thì cái chủ đề lầm này chúng ta sẽ trao đổi những cái vấn đề liên quan tới những cái sai lầm những cái hiểu lầm những cái gọi là những cái vấn đề gặp phải khi mà mọi người tiếp cận với cái công việc BA nó riêng, nó chung và ITBA nó riêng À, thì qua cái seminar này chúng ta sẽ được trao đổi với những cái chủ đề thứ nhất là chúng ta nói về cái hiểu về BI đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái định nghĩa cái hiểu về BI như thế nào ra sao à, ở đây thì có thể có những bạn đã là học viên của mình có những bạn mới à, cho nên là nói chung sẽ đôi khi trong quá trình mà trao đổi nó trình bày thì có thể có những cái nội dung mà chúng ta đã được biết rồi thì uh, chúng ta cũng nghe lại coi nó như thế nào coi chúng ta có những cái uh, hiểu khác đi hay không có những cái mới đi hay không ha. rồi uh, một thứ hai chúng ta sẽ nói về những cái hiểu lầm liên quan tới con đường sự nghiệp với career path các cái lựa chọn các cái xử lý này kia liên quan tới việc là ở chúng ta chọn nghề ba hay không mà cũng như là cái con đường sự nghiệp của nghề ba nó sẽ uh, như thế nào ra sao chúng ta có những cái hiểu lầm gì có những cái lựa chọn gì có những cái gì đó nó chưa ổn chưa ok trong quá trình mà chúng ta uh, xử lý cái công việc uh, liên quan tới ba này một thứ ba chúng ta sẽ nói về những cái kiến thức kỹ năng những cái sai lầm về cách mà chúng ta trao dồi kiến thức những cái sai lầm về cách mà chúng ta luyện tập những cái kỹ năng thứ tư chúng ta nói về cái quá trình học tập và phát triển thứ năm chúng ta là nói về những cái sai lầm về mặt tư duy thứ sáu là, là những cái cuối cùng thì mình cũng nói về một số cái sai lầm một số cái hiểu lầm đối với một số cái công cụ một số cái cách phân tích đặc thù để mà mọi người có một cái uh, Nắm rõ hơn hiểu rõ hơn để mà cũng như là mọi người có những cái định hướng về cách mà mọi người dùng công cụ cũng như cách mà mọi người học cách mọi người tìm hiểu những cái công cụ sao cho nó ổn hơn sao cho nó rõ ràng hơn chứ nó không có bị những cái kiểu mà chúng ta dùng một cách coi như là tự như là bản năng chúng ta không dùng theo một cách gọi là uh, thích dùng nấy thích gì dùng nấy hoặc là chúng ta không có dùng theo cái kiểu là um, thôi dùng đại đi rồi từ từ có gì miễn sao người ta hiểu uh, có những thứ chúng ta cũng đòi hỏi cái việc là dùng làm sao cho nó chuẩn xác dùng làm sao cho nó đúng chứ đừng có dùng theo một cái kiểu bản năng dùng theo một cái kiểu là um, sau hay sao cũng được miễn là uh, ra được là thôi uh, chúng ta lưu ý những việc vấn đó rồi, ok ha, Rồi, chúng ta vào cái phần đầu tiên Chúng ta sẽ nói về uh, những cái liên quan tới hiểu về nghề BA Những cái liên quan tới những cái định nghĩa, những cái liên quan tới BA uh, nó sẽ như thế nào ừ. Ok, đầu tiên là uh, chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều cái kiểu hiểu lầm Liên quan tới uh, định nghĩa BA là cái gì Rồi các bạn sẽ thấy là mặc dù hiện tới thời điểm hiện tại á uh, cái việc mà phổ cập những cái định nghĩa ba cũng đã rất là mạnh mẽ rồi tuy nhiên vẫn còn rất rất là nhiều các bạn ba mình không biết mình không biết là vì lý do gì ba là uh, cầu nối giữa dép và khách hàng ba uh, là uh, lúc là người nữa là ba đầu sáu tay ba hay là vua của mọi nghề thì thật ra thật sự á những, những cái mà mọi người thấy trên thị trường hiện nay nó mang tính là À, mình tạm gọi ha nó đang mang tính là thực ra các cái vị trí mà mọi người thấy tuyển dụng nhiều nè các cái vị trí mà mọi người thấy mọi người đang đổ xô làm thực ra nói một cách thẳng thắn mình nói một cách thẳng thắn chúng ta chỉ đóng vai trò là thợ thôi thợ thật sự các bạn chưa đạt được cái level ba đâu BA đúng nghĩa theo định nghĩa của IIBA mọi người ở đây chắc ai đã tìm hiểu đọc BA book này. đọc này kia các bạn thấy luôn có cái định nghĩa là BA là người tạo nên cái sự thay đổi trong hoàn cảnh của tổ chức bằng cách xác định nên những cái vấn đề những cái cơ hội đưa ra những cái giải pháp và mang lại những cái giá trị cho các bên liên quan cái này thì mọi người cũng đã nghe rất là nhiều rồi nhưng mà thật sự cái vị trí mà mọi người định thấy em mọi người thấy cái thị trường mang tính gọi sao thợ thôi mọi người đừng có nghĩ là thợ là cái gì đó nó nó phèn nó tệ không có đâu các bản thân ai cũng phải bắt đầu từ là một người thợ thôi bản thân mình cũng vậy tất cả mọi thứ đều phải đi từ thấp lên cao chứ không thể nào mà các bạn muốn một phát các bạn ai cũng muốn làm thầy không ai muốn làm thợ hết không thể nào mà chúng ta ra được một cái giải pháp gì cả và ai cũng muốn làm thầy mà không muốn làm thợ thì chắc chắn là các bạn không thể nào nắm sâu hiểu sâu được rồi các bạn sẽ thấy những cái định nghĩa rõ ràng là trên thị trường có những kiểu là mình lâu lâu mình lại gặp những cái chuyện là BI là sao là phải làm thu thập số liệu, phân tích số liệu, làm SQL, làm Power BI rồi phải làm phân tích dữ liệu vân vân. Oh. ô cái đó đâu phải là business analysis mà chúng ta cần phải tập trung luôn các bạn những cái đó các bạn thấy là mọi chúng ta sẽ phải phân biệt rất là nhiều từ ngữ liên quan tới business analysis business analytics business analyst rồi data analytics vân vân à, thì cái này thật ra tại sao mọi người có những cái hiểu lầm như vậy tại vì thật ra mọi người không để ý tiếng anh những cái vấn đề này là do mọi người không để ý tiếng anh À, những cái này thật ra ở góc độ tiếng Anh nó rất là rõ ràng Mà không biết tại sao mọi người lại cứ quên những cái chuyện này cứ, cứ, cứ làm theo bản năng thấy cái gì cứ BA, BA, BA đôi khi cả Business Administration Tức là quản trị kinh doanh cũng được xếp vào ngành BA nữa à, Chúng ta phải coi, coi định nghĩa là ở đâu Là cái gì Thì các bạn sẽ thấy là những cái liên quan tới Business Analysis Tức là cái uh, nghề của chúng ta đang focus Tức là sao Business là nghiệp vụ, analysis là phân tích, phân tích nghiệp vụ. À, chỉ còn những cái business analytics hay là data analytics thì analytics có nghĩa là cái gì? Analytics có nghĩa là dùng máy vi tính để mà xử lý phân tích. Mà những cái đó là sao? Các bạn sẽ phải xử lý số liệu, xử lý xử lý thuật toán vân vân. Và business analytics nó không phải là phân tích nghiệp vụ mà nó là phân tích số liệu kinh doanh, phân tích hiệu quả kinh doanh data cũng tương tự như vậy rồi các bạn sẽ thấy lúc thì ghi bị business analysis lúc thì business analyst đúng không để một cái sự hiểu lầm nữa ừ, cái này thật ra là tiếng anh thôi analyst tức là người đúng không thành tố y dài st có nghĩa là người đúng không thì business analyst là người làm công việc business analysis ừ. Ừ. thì mọi người thấy tất cả những cái đó nó đều là tiếng Anh cả nó cũng không phải là cái gì đó ờ ừ, đồng chéo hay rối đánh gì không chẳng qua là tiếng Anh chẳng qua chúng ta là người Việt cho nên chúng ta đôi khi chúng ta dịch thuật nó chưa có được ổn chưa có được rõ ràng thì dẫn tới là uh, chúng ta hiểu sai thì vấn đề đầu tiên chúng ta phải quay lại cái cốt lõi là ừ, mọi người phải đọc sách ngoại ngữ cho nó tốt Chứ không thể nào mà chúng ta cứ làm thế lúc thì Business Analysis, lúc thì Business analyst, Analytics Mọi người rối mù lên trong quá trình mọi người uh, làm việc như vậy thì nó đâu có ổn Rồi cuối cùng là BA là ngành mới xuất hiện BA không phải là ngành mới xuất hiện BA có một cái tuổi đời rồi mấy nghìn năm rồi các bạn Lúc đời thời nào cũng có BA cả uh, Các bạn nói cái khái niệm công nghệ đúng không? mỗi thời đại nó sẽ có những công nghệ khác nhau bây giờ chúng ta là công nghệ số công nghệ thông tin nhưng ngày xưa chúng ta có công nghệ đồ đá đồ đồng rồi đồ sắt tùm lum tà la thì công nghệ mỗi thời kỳ nó cũng đòi hỏi các bạn phải có phân tích nghiệp vụ phải có này kia rồi thời xưa chúng ta có những cái vai trò về mặt quân sư về mặt hỗ trợ uh, giải pháp về mặt uh, cho vua chúa vân vân nhiều cái từ đó bi là một cái ngành rất là lâu đời rồi chứ không phải là bi là một cái ngành gì mới mẻ cả chúng ta mọi người phải rất là lưu ý khi mà chúng ta làm việc để chúng ta tìm hiểu về ngành bi nó cũng phải có cái sự chuẩn chỉnh của nó chứ không phải là các bạn tìm hiểu một cách uh, hời hợt chung chung về định nghĩa của nó rồi tiếp theo bạn sẽ thấy là bi một cái hiểu lầm là BA chỉ có ở một số nơi BA chỉ có uh, chỉ có để làm mới làm IT đúng không? là mọi người sẽ thấy là đôi khi là BA không sẽ không có vai trò BA khi mà áp dụng mô hình Agile hoặc là chẳng có BA cũng chẳng để làm gì mình gặp phải rất là nhiều cái kiểu quan điểm như vậy, ủa không có BA sao mọi người làm gì các bạn? Có thể các bạn không có title BA trong team, project team nhưng chắc chắn một trăm phần trăm lúc nào cũng sẽ có vai trò bi ai không có title thôi nhưng chắc chắn sẽ có vai trò bi ai không có vai trò bi ai không thể nào xử lý được cái gì cả chắc chắn luôn bên trên nên là mà bản thân không thể nào mà có chuyện mà bi ai chẳng để làm gì bi ai hết thời không bao giờ nha các bạn bi ai không bao giờ hết thời hết đó nếu nó hết thời thì nó chết từ lâu rồi chứ nó không thể nào có cái tuổi đời bụng mấy nghìn năm như vậy đâu các bạn Chẳng qua mỗi thời điểm, cái vai trò, cái công việc, cái uh, cái output của BA nó sẽ khác nhau mà thôi. Không bao giờ BA có chuyện gọi là hết thời hay là chẳng để làm gì, hay là thời buổi bây giờ không còn vai trò BA, never. Chắc chắn BA phải có, chẳng qua nó có title đó hay không, nó có position nó hay không. Hay nó chỉ đơn giản là ở một người, người ta cần thực hiện vai trò của BA cần thực hiện vai trò business analysis như có và cái cuối cùng mình cảm thấy là bây giờ ba nó là một cái gì đó rất là mình mình cảm giác là mọi người nghĩ ba rất là dễ việc nhàn đứng cao rất là dễ rất, rất dễ trở thành một ba rất dễ để được gọi là một ba mọi người chỉ cần có cái title vô là được vay no À, thực sự là đây là một cái những cái vấn đề mà mình thấy là ngay từ cái khâu ban đầu khi mà mọi người tìm hiểu nó đã gặp phải rất là nhiều vấn đề về định nghĩa rồi mọi người hiểu lầm hiểu sai rất là nhiều cái liên quan tới bi à, bi đâu có dễ các bạn à, Bạn nào đã từng xem những cái video clip của mình mọi người cũng đã thấy là những cái người mà mình đề cập được gọi là mình mình gọi họ là BA. có họ đều là những người rất là giỏi họ là những người có một bụng kiến thức rất là dữ dội nè họ là người có rất là nhiều kinh nghiệm trải nghiệm trong cuộc sống trong công việc nó đâu phải là muốn muốn gắn cái thai gì vô là bạn đương nhiên là một BA đâu không có không bao giờ à, cho nên là đầu tiên cái tinh thần đầu tiên mà mình muốn khởi đầu hôm nay có thể những cái này rất nhiều bạn đã biết rồi nhưng mình muốn review là một lần nữa các bạn hãy thật sự hiểu rõ về nghề các bạn hãy thật sự hiểu tìm hiểu nó là cái gì cái mọi người mình nghĩ mọi người chỉ có nhiều bạn kiểu là ừ trên đời này có có cái cái nghề gọi là nghề BA đó rồi mọi người sẽ bay thẳng vào chuyện là ừ làm sao để trở thành BA, làm sao để học cần học những kiến thức kỹ năng gì cũng vâng, vâng chứ mọi người chưa bao giờ tìm hiểu định nghĩa nó là cái gì cả chưa bao giờ hiểu nó là cái gì nó làm cái gì nó bao gồm cái gì nó cần cái gì đó những đó là những thứ mà chúng ta cần phải khởi đầu khi mà mọi người tìm hiểu về bị ai à, chứ không phải ầm một phát vô rồi trên trời dưới đất kiến thức kỹ năng gì rồi bao lâu lên xin nhờ thấy rất là tệ ha? cái cách tìm hiểu như vậy hoàn toàn không chính xác bạn phải hiểu về nghề ấy đã chứ chứ không phải bay vô một phát ha rồi tiếp theo tiếp theo nói về cái con đường sự nghiệp của một BA. Thì cái con đường sự nghiệp nó tiếp nối tới từ cái định nghĩa mà mình nói hồi nãy nó là cái chuyện là các bạn không tìm hiểu định nghĩa và các bạn bay vô lum lùm la kiểu cả à, thì dẫn tới là đầu tiên một cái hiểu lầm với mọi người là uh, trái ngành muốn làm BA hay không? Bản chất BA ngành nào cũng có cả. Đúng không? Mình đã nói rồi, BA ngành nào cũng có. Và BA không có vụ trái ngành. Chẳng qua là trái ngành ở đây bạn phải hiểu là ừ, mình đang làm domain này mình chuyển qua domain khác tức là mình đang làm ngành nghề A mình chuyển qua ngành nghề B thì nó sẽ có những cái vấn đề gì sẽ gặp phải những cái khó khăn gì cái đó mới là thứ mà các bạn cần tìm hiểu. Chứ kêu là mình là trái ngành qua BA. BA đâu phải chỉ có IT đâu mà gọi là trái ngành. Ngành nào không có BA và bản thân các bạn bản thân các bạn nhiều khi các bạn đang làm ba ở ngành mà các bạn đang có công việc đó chắc gì là, là không phải là ba đâu chẳng qua là bạn không làm trong ngành it ngành công nghệ ngành kỹ thuật số v v thì giờ bạn dù bạn chuyển từ đang mình đang làm uh, quản trị kinh doanh làm sale tức là bạn là ba ở lĩnh vực bán hàng À, bạn là bi ở lĩnh vực bán hàng tại vì tại sao bán hàng, sale marketing cũng là bi tại bạn tìm hiểu định nghĩa đi bạn cũng phải nghiên cứu hoàn cảnh, vấn đề, cơ hội của khách hàng của đối tác để mà mọi người đưa ra cái solution đó là những cái sản phẩm phù hợp hay là những cái giải pháp phù hợp về chương trình marketing, pr vân vân thì họ các bạn xem marketing các bạn cũng làm bi vậy nhưng mà các bạn qua, chuyển qua ngành IT để làm gì đúng không rồi các bạn sẽ thấy là các bạn nhìn BI là cái trend BI là đang là ngành hot qua đi qua làm đi hoặc đôi khi mình còn thấy nữa các bạn đi tìm qua BI để mà là một cái cứu cánh là một cái chân ái gì đó của các bạn BA đâu phải là cái nơi để mà các bạn tìm kiếm nó thành một cái cứu cánh hay là tìm kiếm nó thành một cái nơi để mà trú ngụ tạm thời đúng các bạn rồi làm BA đâu có để được gọi là một BA đâu có dễ các bạn chỉ mới vô các bạn chỉ nói như mình nói hồi nãy là thợ thuyền thôi các bạn muốn thành lên cao đúng nghĩa được gọi là một BA một chuyên gia BA đâu có dễ mà tại sao tìm hiểu nó là một cái kiểu giống như là uh, sale không được chạy chi tiêu không được thì qua BA hoặc là uh, dép không được không thích đẹp thì không thích làm coder không thích đẹp thì các bạn lại qua làm BI. Đúng không? Rồi BI ngành hot lương cao chưa chắc. À. Rồi cái kiểu làm thứ hai <laughs> là năm kinh nghiệm. Các bạn mình sẽ gặp rất là nhiều câu hỏi là ở làm bao lâu sẽ lên junior, lên middle, lên senior. Các bạn làm bao lâu không quan trọng. Quan trọng là các bạn được cái gì? các bạn mang lại giá trị gì cho tổ chức của các bạn các bạn trau dồi được kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm gì trong xuyên suốt quá trình các bạn làm cái đó mới quyết định được các bạn là junior middle hay senior các bạn mà không tốt không trau dồi ngày này tháng nọ làm cứ dòng dòng vòng dòng vòng vòng như đó các bạn làm 10 năm cũng chưa chắc các bạn lên được level, level senior nữa nói gì là các bạn xử lý cao hơn nhiều khi làm 10 năm các bạn chỉ cỡ Pre-middle hay middle thôi Cái quyết định của Là một senior Nó không phải là năm kinh nghiệm Đây là cũng lý do vì sao Mà sao? có nhiều bạn Đi uh, làm BA Một hai năm Tự phong mình là senior không có? Các bạn uh, Phân biệt giữa hai chuyện Chúng ta sẽ có năm kinh nghiệm À, chúng ta sẽ có năm kinh nghiệm Và chúng ta sẽ có một khái niệm là competency, tức là cái năng lực cái chuyên môn thì cái việc các bạn là junior, middle, senior hay không nó thuộc thuộc vào cái competency của các bạn chứ không phải phụ thuộc vào năm kinh nghiệm của các bạn à, không có cái vụ nào mà các bạn làm một hai năm middle, junior hay ba hai ba năm middle hoặc là bốn năm năm trở lên senior không có đâu không có nó phụ thuộc vào cái competency của các bạn chứ không phải phụ thuộc vào cái năm kinh nghiệm rồi Tiếp theo nè một cái vấn đề mà mọi người rất cũng hay gặp phải trong việc mà Làm lẫn đó là các bạn không phân biệt được là các bạn đang sản xuất gia công sản phẩm đầu ra hay là các bạn đang phát triển sản phẩm ừ. có những nhiều... Giữa việc mà các bạn phân biệt được giữa việc phát triển sản phẩm và việc gia công nó quan trọng lắm tại vì hai công việc này nó uh, hoàn toàn khác nhau. Nha? hai công việc này nó hoàn toàn khác nhau. Hai công việc này nó đòi hỏi các bạn những cái tính chất công việc rất là khác nhau. Phát triển sản phẩm các bạn đòi hỏi phải uh, hiểu kinh doanh, hiểu business development. Các bạn phải nghiên cứu thị trường, các bạn phải nắm bắt được cái nguyên lý về mặt uh, doanh thu lợi nhuận của sản phẩm rồi vận hành sản phẩm vân vân. Nè, còn gia công, gia công hay là sản xuất nó mang tính là các bạn tiếp nhận thông tin, tiếp nhận yêu cầu rồi mọi người sản xuất ra cái sản phẩm cuối cùng. thực sự mà cái vị trí ITBA mà mọi người nhìn thấy nhiều trên thị trường hiện nay trên thị trường tuyển dụng trên các công việc mà mọi người hay nhìn đó phần lớn nó là mặt gia công. Và đôi khi chúng ta có một cái hiểu lầm là các bạn làm nhiều năm làm các bạn làm sản phẩm. Đúng không? Có nhiều bạn có hiểu lầm là các bạn làm sản phẩm, các bạn ra được sản phẩm, các bạn release ra được cái output rồi, rồi chạy trên download app trên Apple Store, Google Play rồi. Nhìn những cái đó các bạn tự nghĩ là chúng ta có đầy đủ cái năng lực để chúng ta có thể lên những vị trí ví dụ product manager, head product vân vân, no, no, bản chất các bạn chỉ là gia công thôi. Các bạn muốn đi theo hướng phát triển sản phẩm những cái vị trí như product manager, head product, product director vân vân, à, các bạn phải kết hợp rất là nhiều cái skill cái lưu xung quanh. ví dụ như là phát triển kinh doanh marketing tiếp thị vận hành các bạn hiểu được nguyên lý về mặt thị trường à, như những cái đó các bạn mới vô được rồi các bạn cũng phải là một sản phẩm nó không phải là kiểu các bạn nhận yêu cầu rồi mọi người lập uh, phân tích tài liệu rồi lên backlog rồi ra spring để mà release uh, build đâu không có đâu những cái đó không phải là phát triển sản phẩm những cái đó là gia công sản xuất thôi thì bản thân các bạn phải phân biệt rõ ràng giữa hai chuyện này à, các bạn phải phân biệt rõ ràng giữa hai chuyện này thì các bạn mới có thể định hướng được cái nghề nghiệp của mình cho nó chuẩn xác và cũng như các bạn mới nhìn được coi là bản thân các bạn đang ở đâu như thế nào bạn đang ở đâu như thế nào để chúng ta biết được là chúng ta cần gì thiếu gì để chúng ta phát triển được cái sự nghiệp của chúng ta đi đúng hướng. Trước mọi người hiểu sai, hiểu lầm. Bản thân khi tại sao chúng ta nộp CV mà không ai nhận? Tại sao chúng ta nộp CV? Nếu các bạn phân biệt gì? điều chuyện là chúng ta có cái title và chúng ta có cái uh, cái competency. Nói cái thằng nhiều khi nhiều công ty á là gia công thôi mà mình thấy các bạn đấy là product manager rồi tùm lum tà la cuối cùng khi mà apply qua cái công ty product thật sự apply cho cái vị trí product thật sự á hỏi bị lúc phỏng vấn đất quốc à tại vì các bạn hiểu sai về cái vai cái, cái vai trò của các bạn trong công ty hiện tại hay là các bạn hiểu sai cái vai cái vai trò của các bạn trong các kinh nghiệm quá khứ dẫn tới là chúng ta <laughs> đưa sai đưa 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 ra sai về mặt uh, gì uh, các bạn đưa ra những cái sai lầm liên quan tới uh, um, competency các bạn phỏng vấn các bạn bị lỗi bị không xử lý được tình huống của nhà tuyển dụng vân vân và vân vân đó thì những cái đó các bạn thấy là chúng ta phải phân biệt rõ các bạn đang làm công việc gì ở đâu như thế nào và chúng ta phải nhìn lại chúng ta cần phải trao dồi cái chuyện gì ngoài ra thì mình thấy một số điểm có những một số quan điểm là kêu là ao sục sinh là phèn là không cao không tốt Ủa cái gì kỳ vậy cái gì nó cũng có cái giá trị của nó các bạn bây giờ các bạn thấy bây giờ apple đi các bạn không có ao sục sinh thì làm sao apple sản xuất ra sản phẩm iphone ipad macbook và cũng như là các bạn không có ao sục sinh các bạn không thể nào sản xuất được đó là cái thứ nhất cái vấn đề thứ hai á Tức là các bạn đừng coi thường ao sụt Ao sụt nó cho các bạn Cái lượng kiến thức về chiều rộng rất là tốt Cái kiến thức kỹ năng Về chiều rộng rất là tốt Các bạn biết rất là nhiều thứ công nghệ Các bạn sẽ biết rất là nhiều cái hướng đi Các bạn sẽ rất là hiểu rất là nhiều cái cấu trúc Hệ thống các bạn sẽ biết rất là Nhiều thứ đó các bạn Có thể ở lĩnh vực Product các bạn sẽ đi sau mình ở Mỹ nhưng đi sâu dẫn tới là các bạn nhiều khi các bạn bị cho như là bị gắn cứng nhắc vô một cái lĩnh vực nào đó các bạn bị gắn cứng nhắc vô một cái luồng công việc nào đó và các bạn sẽ không có nhiều option để mà các bạn có thể phát triển hay là các bạn thay đổi sự nghiệp của mình ừ. à. và cái tiếp theo nó về outsourcing, sục sinh ao sinh thực sự là một cái môi trường phát triển kỹ năng project management cực kỳ tốt và đây là một và, và các bạn muốn lên cao các bạn phải nắm bắt được các cái skill về project management và cái cuối cùng thì thật sự ao sục sinh ha nhiều khi lương income lương thưởng thì cũng khủng hơn product đất rất là nhiều á ao sinh mình không thấy phèn gì hết á nên mình không biết tại sao có một cái quan điểm ao sục sinh là phèn nữa mình không hiểu rồi hiểu lầm tiếp theo qua ba qua itba sẽ lương cao không có đâu các bạn còn pitten c thì nhớ các bạn mình thẳng thắn lắm các bạn đừng có ngáo lương đáo lương bổng thu nhập hay là theo mấy cái bài báo IT 140 triệu hay gì kia à, mình thấy bây giờ các bạn mình tuyển dụng mình phỏng vấn mình thấy các bạn không có cái gì hết mà các bạn đòi lương trên trời không mà trong khi và không biết tên các bạn không có cái năng lực cái chuyên môn mà không có không đủ cao không đủ nhiều kinh nghiệm mà các bạn đòi lương trên trời nhưng mà mình không thể nào hiểu nổi à, và cái cuối cùng là cái profile của các bạn có chứng chỉ sẽ dễ có việc, có việc làm tốt, có lương cao ngay và luôn, và thăng chức ngay và luôn, không bao giờ. <laughs> đúng đúng là sẽ có những công ty, có tổ chức khi mà người ta cần profile của nhân sự để mà người ta đấu thầu, người ta uh, trình bày vân vân. À, có, đấu thầu, trình bày vân vân, người ta cần, có. Nhưng, nhưng, đó không phải là tất cả thường đó, các bạn làm môi trường như áp sụt sinh hay gì đó thì um, uh, thường nó sẽ vậy nhưng mà đồ đất thì hầu như là không nhưng bản thân mình đi mình lên đến những cái title cao bạn nào có uh, cần có thể coi profile của mình trên Linkedin thì mình lên những level đó gần như các cái chứng chỉ có tác động vào những cái đó gần như là không phần trăm gần như là không phần trăm nó không tác động gì nó chẳng giúp ích gì cho mình trong việc thăng tiến hết cả vì thăng tiến của mình nó nằm ở chỗ là gì mình mang lại giá trị gì cho công ty và cái quan trọng nhất cái quan trọng nhất là mang lại tiền cho công ty mang lại lợi nhuận cho công ty cái đó mới quyết định trong công ty cũng vậy người nào làm ra nhiều tiền là người đó có quyền vậy thôi người nào làm ra nhiều tiền thì người đó có quyền nói quyền sinh xác quyền nói chuyện vậy thôi chứ còn các bạn có không làm ra tiền cho công ty không làm ra lợi nhuận cho công ty mà các bạn quăng cho người ta một sắp chứng chỉ vô vô cũng chẳng ai cho các bạn cái đó nữa cho án ngay cho các bạn thăng chức tăng lương đâu đó là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai các bạn đánh nhớ một điều thi cử nó sẽ luôn có mua mẹ và bánh mung à, các bạn sẽ thấy thật sự mình có rất là nhiều case mới có 23 24 tuổi thôi các bạn ấy có thi được cả bằng C một cái bằng mà thực sự toàn là những BA đẳng cấp không mà mà các bạn vẫn ấy vẫn thi được vẫn qua mặt được cái khai báo của IIBA vẫn thi được đậu thì thật sự là không thể nào hiểu nổi và những cái đó các bạn sẽ thấy thì sao chúng ta thi cử nó vẫn mang tính là sao vẫn có mua mẹ bánh môn hoàn toàn có như IELTS bây giờ các bạn thấy nguyên bộ đề bán tràn lan trên mạng học tủ bộ đề chắc chắn trúng và các bạn sẽ thấy rất nhiều bạn IELTS 8 8 5 ra nước ngoài nói chuyện vẫn không được mình hoặc là nói người nước ngoài người ta không hiểu chuyện bình thường nữa các bạn thi cử nó luôn sẽ có cái việc đó và mọi người ở đây chắc ai cũng đã qua cái thời kỳ chúng ta phải luyện thi đại học này kia rồi thi tốt nghiệp thi đại học rồi thì cái chuyện mà luyện thi luyện tủ luyện đề luyện cách làm luyện mẹ nói chuyện bình thường Thế nên các bạn đừng nghĩ các bạn cầm cái certificate hay là các bạn sinh viên mới ra trường các bạn mới um, pressure vân vân các bạn cầm cái chứng chỉ gì đó đưa vào thì đương nhiên là người ta cho các bạn cơ hội vì nó không có đâu nhé lợi vào nói vui chứ nhiều khi mọi người có chứng chỉ rồi vô á, và gặp cái người cao tay núi cao sẽ có núi cao hơn gặp người cao tay hơn người ta hỏi dài câu rồi rớt không trả lời được Fail vì bản chất nhưng mà nói thi cử là có mua mẹ bánh mung mà các bạn làm như vậy thì <laughs> cuối cùng các bạn càng bịt kín cái cơ hội làm việc của các bạn nữa chứ không phải là nó là cái gì đó hay không à, và cái cuối cùng là sao thi chứng chỉ các bạn đâu phải muốn thi là thi đâu phải bạn nào cũng có điều kiện mà thi không phải bạn nào cũng có mother bank mà cung cấp money cho các bạn đâu. Cho nên là các bạn hãy coi quan trọng là cái competency, cái năng lực, cái khả năng chuyên môn của các bạn chứ không phải là quan trọng là các bạn có chứng chỉ hay không. Mình thấy có rất nhiều bạn là hơi chút là nhào nhào vô certificate các bạn, trong khi là Uh, những cái liên quan tới năng lực, kỹ năng, kiến thức gần như các bạn không có và gần như các bạn cũng không biết là chúng ta cần phải có cái vấn đề gì cần gì hiểu được các bạn có uh, làm được cái nghề BIA hay không mà các bạn ôm um một phát các bạn cứ theo trend theo ngành hot này, này kia ngành nào cũng sẽ hot ngành nào cũng sẽ hot như hồi lúc mình học đại học ngành banking cực kỳ hot đi đâu cũng người người làm banking đi đâu cũng người người xin vào bank nhưng bây giờ 2022 tức là khoảng mười mấy năm sau rồi nó hot không nó còn hot như ngày xưa đâu cũng chuyện bình thường thôi các bạn ok chúng ta nói tiếp về những cái kiến thức kỹ năng mà mọi người gặp phải những cái sai lầm những cái hiểu lầm đây đây là các cái nội các cái nội dung liên quan tới kiến thức kỹ năng mà mọi người sẽ uh, gặp phải nhiều cái hiểu lầm nhất. Đầu tiên là muốn làm ITBA chúng ta phải trau dồi thật nhiều IT học SQL để mà làm ITBA. Mà chỉ nói một câu thôi các bạn đừng rơi vào bẫy của setting của các trung tâm để mà bán khóa học đúng muốn làm ITBA thì kiến thức IT là cần thiết ừ. tại vì nó thuộc dạng domain knowledge kiến thức chuyên ngành tại vì các bạn làm ở domain IT domain công nghệ thì các bạn cần phải nắm về IT nắm về công nghệ mình đồng ý nhưng các bạn còn phải biết được mình cần nắm cái gì mình cần nắm cái gì chứ không phải là các bạn theo người này người kia nói rồi các bạn theo các cái setting các cái là, là dẫn dắt tâm lý của các cái trung tâm thì ta học như vậy thì chúng ta cần nắm chuyện gì cái đầu tiên nói về IT này các bạn cần phải nắm các bạn phải hiểu là cái máy tính nó có cái gì các bạn hiểu nguyên lý hoạt động của cái máy tính đó cái máy tính nó có cái gì cái nguyên lý hoạt động cái nguyên lý hoạt động của máy tính rồi cái máy tính nó có cái uh, Windows hay mà Mac OS thì nó cái hệ điều hành nó có cái gì trong đó thiết lập như thế nào sử dụng ra sao các bạn phải biết tiếp theo các bạn phải hiểu về Microsoft Office <laughs> cái này là một cái điểm mà mình thấy là rất nhiều bạn không nắm mình thấy Microsoft Office là một cái gì đó rất là quan trọng mà các bạn uh, gần như là rất là dở và đặc biệt là nó thiệt nha các bạn có background IT ấy, nhiều khi các bạn còn dở hơn các bạn có background IT nữa trong khi nghề BA trong khi nghề BA nó đòi hỏi các bạn phải sử dụng đất sử dụng soạn thảo văn bản rồi Excel rồi các bạn phải presentation rất là nhiều mà các bạn nhiều bạn mình thấy muốn canh lề các bạn ngồi gõ spay từng chút từng chút một mình không thể nào hiểu nổi các bạn không học cái gì vậy rồi cái tiếp theo về mặt lập trình chúng ta học gì học SQL à học Python à? không những cái đó là những cái dẫn dắt tâm lý của trung tâm chứ không phải là cái cần cái cần của một người bi là các bạn hiểu về nguyên lý lập trình hiểu về thuật toán cơ bản hiểu về cái sự kết nối tương tác giữa các thành phần bên trong một cái phần mềm bên trong một cái hệ thống những cái đó mới là những cái cần thiết của một người bi ai như đó là đủ rồi rồi khi mà các bạn vào công việc, khi mà các bạn làm việc thực tế thì các bạn sẽ có thể trau dồi thêm những cái ngôn ngữ lập trình tương ứng với cái công việc của các bạn. Tương ứng với cái sản phẩm mà cái công ty của các bạn làm. Thì ví dụ như công ty của các bạn chuyên thì làm web thiết kế web các bạn học SQL với Python làm gì? nó đâu có sử dụng được đâu các bạn học những cái đó nó, nó, <laughs> là cái gì các bạn phải học HTML HTML5 JavaScript CSS những cái đó mới là cái cần chứ đúng không rồi các bạn học directory công ty của các bạn chuyên làm mobile app các bạn học SQL làm gì nó liên quan đúng không mobile app chúng ta phải nghĩ tới Java chúng ta phải nghĩ tới Node.js ta phải nghĩ tới flutter ví dụ như vậy sql làm gì à, sql khi nào sql khi công ty của bạn chuyên về những cái về uh, phân tích dữ liệu power bi tây bục vân vân và hầu như sql phần lớn nó dính tới chuyện là chúng ta xây dựng những cái phần mềm liên quan tới truy xuất dữ liệu liên quan uh, tới việc là phân tích dữ liệu làm báo cáo report ví dụ như các hệ thống ERP các hệ thống business intelligence các hệ thống data warehouse data lake data analytics thì những cái đó SQL mình đồng ý Python Python thường cho các bạn làm chuyên về machine learning deep learning machine learning AI thì mới dính tới Python các bạn thấy sao mỗi cái sản phẩm, mỗi cái ngành nghề, mỗi công ty nó cần những cái ngôn ngữ khác nhau chứ đâu phải là như các trung tâm như này kia cứ học SQL làm BA đâu ra vậy các bạn không có à, cái quan trọng của một người ITJ là cần hiểu nguyên lý máy tính, nguyên lý hệ thống, nguyên lý trình, toán cái này rất basic và thường những cái đó các bạn đều có thể học qua sách vở học qua Youtube học qua mạng chẳng cần gì phải bỏ tiền để các trung tâm cả lập trình cơ bản nguyên lý cơ bản các bạn nên học cc cộng cộng ngôn ngữ mà tất cả dân it đều phải học là đủ rồi những cái đó và cả cc cộng cộng trên youtube cũng rất là nhiều các cái clip free các cái khóa học free việc gì chúng ta phải cúng tiền cho các trung tâm đúng không? chúng ta hoàn toàn có thể học free rồi nguyên rồi tiếp theo các bạn học tập và làm việc như thi cử phổ thông đại học đây là một cái vấn đề mình thấy rất là nhức não đối với những bạn mới bắt đầu các bạn học tập và làm việc theo kiểu là có văn mẫu không có tài liệu mẫu không? có cái gì gọi là uh, sẵn bắt trước không? rồi cũng như là các bạn lại không có chịu tư duy, không chịu suy nghĩ như thế, cứ làm việc một cách gọi như là máy móc, cái gì có sẵn làm được cái gì mới không không làm được. Đó. đây là vấn đề rất lớn. rồi cái tiếp theo, các bạn trao dồi kiến thức kỹ năng theo list đề xuất theo người khác nói mình thấy rất là nhiều bạn uh, đi vòng vòng mình đi vòng vòng các cái uh, Facebook các cái trang mạng các cái phần nói chuyện này kia mình luôn thấy là ở ờ, em là sinh viên năm 1 em muốn làm BA thì cần trao dồi kỹ 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 năng gì uh, các kỹ rồi nhiều người BA gọi là yếu mình đi dạy cũng hay là cũng trình bày webinar gì đó mình cũng thấy là uh, các kiến thức kỹ năng cần có của một bi ai rồi các uh, danh sách các cái list về kiến thức kỹ năng cần trong dồi của một người bi mới hay là gì kia mỗi người chúng ta mỗi người chúng ta thứ nhất được sinh ra với những cái năng khiếu những cái tính cách những cái thói quen hoàn toàn khác nhau trong quá trình chúng ta sống và làm việc học tập sống và làm việc chúng ta cũng sẽ có những kiến thức kỹ năng chúng ta nhiều chúng ta mạnh nhưng sẽ có những kiến thức kỹ năng chúng ta yếu các bạn làm gì các bạn cũng phải làm sao cho nó phù hợp với bản thân các bạn không? Chứ không phải là các bạn cứ theo list người ta là các bạn cứ trao dầu Thì vấn đề cái chỗ này Mình muốn nói chuyện gì Mình muốn nói là các bạn thứ nhất uh, Tại sao Mình đã từng post một cái status là Cái vấn đề đầu tiên Khi mà mọi người chọn qua BA Mọi người phải đi gọi là Đi chấm tự vi Đi coi tờ tử Đi coi thần số học của bản thân Để làm cái gì cái vấn đề là để cho các bạn biết là khi các bạn sinh ra ông trời cho các bạn điều gì năng khiếu gì tính cách gì là sao cho các bạn những cái khả năng gì thì đôi khi các bạn coi những cái đó thật sự các bạn như chắc gì các bạn hợp, hợp với nghề ba đâu à, ví dụ như ba đòi hỏi sự trình tự sự logic nhưng mà các bạn sinh ra với một cái năng khiếu về mặt uh, trừu tượng vì mặt khả năng tưởng tượng khả năng trừu tượng thì thật sự ba đâu phải là nghề của các bạn đúng không lúc đó thực sự các bạn làm những cái nghề về nghệ thuật về mỹ thuật về trang trí vân vân nó phù hợp các bạn hơn rất là nhiều hoặc là các bạn có thể là ba nhưng các bạn không thể là it được các bạn phải là những ba kiểu giống như là thái công đi các bạn phải là những ba dạng là trang trí nội thất vân vân à. thì những cái đó các bạn phải làm sao mà mọi người xác định được bản thân mọi người sinh ra nó như thế nào Rồi tiếp theo trong quá trình mọi người làm mọi người phải biết được là chúng ta có kiến thức kỹ năng gì học cái gì chuyên môn gì vân vân trong xuyên suốt quá trình từ lúc các bạn bắt đầu lớp 1, lớp 2, lớp 3 cho tới lúc mà các bạn ra trường các bạn muốn chọn nghề BA vân vân các bạn phải làm cái gì có gì chuyên môn gì kỹ năng gì kiến thức kỹ năng gì có sẵn đó thì khi đó các bạn mới quyết định được à, chúng ta cần phải trau dồi điều gì chứ đừng có nghe theo người khác đừng có nghe theo người khác các bạn cứ nhào vô học học, học tập theo list cái list đó ok cái list đó để các bạn tham chiếu mình đồng ý nhưng không phải là các bạn đi ngồi đi đi học hết tất cả mọi thứ trong cái list đó không thể nào mọi người học hết tất cả mọi thứ trong cái list đó được never nó phải coi tham chiếu bản thân rồi tiếp theo rất nhiều bạn suy nghĩ lý thuyết căn cơ chẳng ý nghĩa thực chiến là quan trọng là chân ái <laughs> thật sự tại sao mình đã kích chuyện này mình chỉ trích chuyện này tại vì bản thân mình đã từng như vậy bản thân mình đã từng coi thường lý thuyết bản thân mình đã đường từng đánh giá cao là phải thực chiến, thực hành thực tế, phải học từ thực tiễn vân vân thì mới giỏi được thì mới tốt được thì mới này kia. Ừ không. Không. Thật sự khi mà làm như vậy tới một mức nào đó các bạn sẽ bị bế tắc. Các bạn sẽ không biết được là mình có gì mình sẽ được mình sẽ phát triển nó tiếp theo như thế nào mình sẽ không biết được là cái mức độ đi xa hơn của nó nó ra sao mình sẽ không biết được và nếu như không có cái nền tảng lý thuyết không có nền tảng căn bản thì các bạn sẽ gặp phải rất là nhiều cái vấn đề trong quá trình các bạn tư duy các bạn phân tích các bạn sẽ làm sai các bạn sẽ đi hướng sai và các bạn sẽ bị rối luôn chúng ta thường nói là học đi đôi với hành đúng để hiểu được để hiểu được lý thuyết chúng ta phải thực hành nhưng để thực hành tốt nhất để đi xa thì chúng ta phải tham chiếu lại lý thuyết à, mà không có lý thuyết làm tùm lum tờ la làm theo bản năng làm sai tùm lum à, à mình luôn nói các bạn là phải xem lý thuyết đi, có bài học lại đi, rồi làm gì thì làm nhưng thực sự các bạn sẽ rất lười, các bạn sẽ thích kiểu thực tế, kiểu thực chiến, kiểu âm um, một phát vô ngay, no, kiểu mày ăn liền như vậy, các bạn sẽ không bao giờ đi xa, các bạn gặp tình huống lạ cái là các bạn chết ngay lập tức luôn. À. Điều tiếp theo các bạn phải, các bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề chúng ta hay gọi là fear of missing out FOMO là phải học thật nhiều phải đọc thật nhiều phải biết thật nhiều thứ nó thì với các bạn mình mình còn không làm nổi nữa sao mà các bạn có thể học thật nhiều đọc thật nhiều được mà không có sự chọn lọc làm cái gì cũng vậy chúng ta luôn phải có cái phạm vi cái scope để mà chúng ta giới hạn lại cái chúng ta cần học chúng ta cần đọc còn trong trường hợp ví dụ như các bạn sinh viên các bạn mới ra trường, các bạn sinh viên năm cuối, các bạn muốn định hướng nghề nghiệp, các bạn thấy trên trời, trên đời này rất là nhiều thứ để học các bạn này kia. Các bạn đầu tiên các bạn phải giới hạn các bạn thích cái gì, các bạn muốn cái gì cái đã. Còn nếu như thật sự các bạn không biết các bạn muốn cái gì, các bạn thích cái gì, ví dụ như ITBA thì các bạn có thể lựa chọn những cái môi trường sinh. các bạn sẽ tiếp xúc rất là nhiều domain để mà các bạn học, các bạn sẽ biết mình thích cái gì các bạn muốn chuyên sâu cái gì các bạn sẽ giới hạn cái gì đó. Còn các nhân người khác thì đôi khi, ok, các bạn cứ đi làm đi, cứ đi làm đi, có việc làm, các bạn cứ làm đi. Rồi trong công việc, người ta cuộc đời nó sẽ dẫn dắt các bạn để các bạn biết được các bạn cần trau dồi gì, các bạn cần phải biết gì học gì. Chứ không thể nào chúng ta biết hết được tất cả mọi thứ. Các bạn học uh, phải có cái sự giới hạn thì sẽ có sự định hướng chứ không phải chúng ta muốn học gì học rồi tiếp theo vấn đề học UI UX là mình dạo này mình thấy mình có một cái trend là làm BA phải làm UI UX rồi tùm lum phải học xuyên sâu UI UX mình không hiểu là những cái này nó xuất phát từ đâu nhưng mình nói thế này thứ nhất á, các bạn muốn theo hướng ui ux này việc đầu tiên các bạn phải có năng khiếu về nghệ thuật cái đó phải có năng khiếu về nghệ thuật về đồ họa về design cái đó để khi các bạn mới phát triển theo hướng ui được nó nói ui hay nha mình chưa nói ux nha mình là cái ui này. và ui trong quá trình làm việc sẽ có các bạn ui designer để mà thực hiện công việc cho các bạn nên chứ đâu có cần ITBA mà ngồi đi vẽ hết tất cả mọi cái wireframe hay này kia của cái sản phẩm đâu không có cái UI designer mà tất nhiên tất nhiên sẽ có những trường hợp mà công ty startup công ty nhỏ hay gì các bạn phải kiêm nhiệm mình không bàn nhưng phần lớn trường hợp các bạn sẽ có designer người nào việc nấy năng khiếu nào làm việc nấy chứ không có chung rồi nói về khía cạnh UX Thật sự UX Nó không thể nào học được đâu các bạn Có thể các bạn sẽ có sách vở này kia Với những cái nguyên tắc Với những cái nguyên lý Với những cái cách làm này kia Nhưng UX nó cần cái gì UX thứ nhất Nó cần các bạn Phải có trải nghiệm Phải có kinh nghiệm chứ không thể nào mà người khác truyền cho các bạn cái cảm nhận cái kinh nghiệm cái trải nghiệm UX của người ta cho các bạn qua khóa học được không bao giờ UX nó đòi hỏi các bạn phải có kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế cái vấn đề thứ hai UX nó đòi hỏi các bạn phải có market research phải có user testing chứ không thể nào mà cái chuyện mà các bạn nắm nguyên tắc UX học nguyên tắc UX trong sách vở rồi các bạn áp đặt được không bao giờ mỗi sản phẩm nó sẽ có những cái chân dung khách hàng khác nhau một sản phẩm nó sẽ tương ứng với các chân dung khách hàng khác nhau mỗi chân dung khách hàng người ta sẽ có những mong cầu về user experience hoàn toàn khác nhau sách vở không có nào ra được chuyện này thì cuối cùng mình tạo ra những cái khóa học ui web nó cho các bạn gì nó cho các bạn cách sử dụng phần mềm cho các bạn các cái kỹ thuật làm survey làm này kia những cái đó có cần phải đi học không chưa chắc những cái đó các bạn bản thân nhiều khi các bạn là xuất thân non it như kinh tế này kia cái đó trong trường đại học người ta dạy hết cho các bạn rồi còn sử dụng phần mềm sử dụng phần mềm các bạn tự xử cũng được vậy đâu cần phải xử lý đúng không nên có những thứ các bạn cũng phải lưu ý cách mà chúng ta trau dồi sao cho nó tiết kiệm nhất chứ không phải là chúng ta tất nhiên các bạn có các bạn có tiền có thời gian các bạn cứ đi học mình chẳng ý kiến gì cả nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện thì chúng ta phải làm sao chúng ta có cái lựa chọn cách học cách trau dồi sao cho nó phù hợp cách tốt nhất vẫn đáp ứng được công việc vẫn xử lý được công việc bình thường nhưng với thời gian và chi phí ít nhất rồi tiếp theo về kiến thức kỹ năng có kinh nghiệm có certificate là chia sẻ đúng à, có kinh nghiệm có certificate là chia sẻ đúng thật sự nhé có có rất nhiều bạn có title có title đàng hoàng nhé vẫn quản lý đàng hoàng, đàng hoàng có certificate vân vân nhưng vẫn chia sẻ sai như thật bản thân mình bản thân mình đi dạy như này kia, đi chia sẻ bài viết, đi chia sẻ YouTube cho các bạn vâng, mình phải học rất nhiều và mình phải nghiên cứu kỹ từ ngữ tiếng Anh, từ văn bản gốc, mình nghiên cứu tài liệu BEM, ba uh, book, UML 2.0, BEM 2.0 này để hướng dẫn cho nó chuẩn và thật sự sẽ có ngay cả trường đại học, nhiều rất nhiều trường đại học, đặc biệt là các trường dạy môn dạy chuyên ngành MIS dạy môn phân tích dự hệ thống dạy sai quá trời sai luôn tại vì không nghiên cứu kỹ về ký hiệu về văn bản về cách phân tích cho nên cẩn thận nha các bạn làm gì cũng phải tham chiếu vào các văn bản tạm gọi là chuẩn chứ đừng có tưởng là người ta có kinh nghiệm có title hoặc chí là có certificate thì đương nhiên là người ta chia sẻ đúng đâu và có rất nhiều bạn và người ta nhiều khi có kinh nghiệm và đôi khi người ta không có được đào tạo bài bản có kinh nghiệm không có nghĩa là được đào tạo bài bản nhé rồi người ta làm theo bản năng dạy theo bản năng trình bài theo bản năng vân vân trong đó các bạn chết đó. đi đường dài là chết đó. cái cái áp chót làm BA mà không quan tâm gì tới pháp lý, không quan tâm gì tới quản trị rủi ro, những kiến thức về đọc về phân tích luật về hiểu luật về quản trị rủi ro là những cái kiến thức kỹ năng rất quan trọng các bạn không phải là kiểu các bạn làm ba là các bạn làm theo yêu cầu người ta thì các bạn không có bị liên đới pháp luật đâu các bạn về nguyên tắc pháp luật là tất cả mọi người đều bị liên đới chẳng qua là nặng hay nhẹ thôi chứ không có dụ là ờ tôi làm theo yêu cầu người khác thì tôi không có lỗi nếu nói như vậy thì nó đi giết người đi tôi làm theo yêu cầu ông a ông b tôi giết người kia tôi không có lỗi nó không có được các bạn nguyên <laughs> tắc pháp lý không bao giờ có chuyện đó cho nên làm bi ai các bạn phải tự bảo vệ bản thân các bạn bạn phải nắm bắt về luật về quản trị rủi ro nếu không các bạn sẽ chết rồi cái cuối cùng là gì các bạn sẽ nghĩ là các bậc uh, tiền bối uh, senior director hết gì đó sẽ là những bậc gọi là Events nâng cao sẽ là những cái tool rất là pro những cái bí kíp tuyệt chiêu rồi kỹ năng siêu đẳng rồi tùm lum no. các bạn nên hiểu người mơ senior hay là người fresher công cụ tư duy phương pháp gì đó đều là một loại đều cùng một thứ không có vụ xin nhờ dùng tool hay cái gì cao cấp hơn Pressure. đúng sẽ có những tool hay là những cái tư duy phân tích nó cao cấp hơn tại vì uh, nói theo kiếm hiệp ta chúng ta có những thứ chúng ta cần có nội lực nó mạnh hơn thì mới học và mới làm được đồng ý nhưng cái đó chỉ chiếm 5 tới 10 phần trăm thôi còn 90 tới 95 phần trăm thì xin nhờ không khác gì pressure về cách làm về cách tư duy về công cụ sử dụng À, cho nên đừng có nghĩ là uh, Xin nhờ hay này kia là dữ dội Đó là vấn đề thứ nhất ừ. Vấn đề thứ hai Các bạn nó sẽ liên quan tới cái Cái chỗ số 4 Mọi người sẽ rất là nôn nóng Mọi người sẽ thấy là Ừ bạn bè cái gì nó có nhà lầu sẽ hơi điều kiểu. Mình phải làm nhanh lên Học nhanh lên Học sao cho nó Mình sẽ nhờ ngay vào luôn Không thể nào các bạn Chúng ta phải học và làm việc Cho đúng cái trình độ đúng cái trình độ của chúng ta. Để theo từng trình độ chúng ta sẽ hiểu chúng ta sẽ theo từng kinh nghiệm thực tế rồi chúng ta sẽ hiểu được công cụ chúng ta sẽ phát triển nó cao hơn xa hơn chứ không thể nào mà các bạn có nhiều bạn thực sự các bạn mới bắt đầu thôi mà các bạn muốn mình hướng dẫn những cái tư duy những cái công cụ rất là kinh dị rất là xa trong khi cái căn cơ các bạn không có các bạn chưa có kinh nghiệm luôn làm sao các bạn hiểu được. Mà các bạn không hiểu được thì lại quay lại nói ông thầy bà cô dạy không hiểu. Không phải những cái đó nó là do chúng ta có những thứ chúng ta cần kinh nghiệm, cần thực tế để mà chúng ta phát triển ha chứ không phải là chúng ta cứ thích học gì nhiều thì học. Ok, phần tiếp theo chúng ta nói về phần tư duy những cái sai lầm về những cái tư duy mà các bạn trong quá trình làm bi ở những cái đoạn này mình bắt đầu nói về những cái trong công việc thực tế nè đầu tiên đây là một cái lỗi mà ai cũng sẽ gặp người mới người cũ gì nếu như không để ý là các bạn không tắt bật được phân biệt được business và system khi phân tích và từ cái chuyện không tách bạch phân biệt giữa việc phân tích business và phân tích system đó, các bạn sẽ thích bay thẳng từ việc lấy thông tin nó yêu cầu các bạn bay thẳng vào phân tích thiết kế đầu ra luôn mà các bạn không có bất kỳ một cái khâu nào gọi là phân tích và xác định rõ mong muốn yêu cầu của khách hàng hay là của các bên liên quan hay là của người dùng mà các bạn làm như vậy tức là các bạn sao ừ, sẽ làm theo kiểu gọi là ba orientation ba muốn gì cần gì thì cứ làm thôi không cần hiểu rõ khách hàng muốn gì hết nên ba hiểu sao thì ba tự xử như vậy à, làm như vậy các bạn sẽ fail luôn cái dự án cái vấn đề tiêu diệt tiếp theo nó là các bạn không chịu hiểu rõ định nghĩa khái niệm dẫn tới không tách bạch được, không hiểu được, không sử dụng công cụ được một cách chính xác. Nếu đó định nghĩa, các bạn thường nắm bắt công cụ theo kiểu là các bạn thấy cái tên đó, các bạn vô tra từ điển, các bạn dịch nó ra, các bạn áp đặt cái dịch nghĩa thành cái định nghĩa. Rồi trong quá trình làm việc các bạn không phân rã, phân tích, các bạn không tách bạch các khái niệm khác nhau, tên gọi khác nhau vân vân dẫn tới các bạn không hiểu, các bạn bị rối. Yeah muốn đi tắt đón đầu không bao giờ được các bạn làm bi A nó không có shortcut không bao giờ đi tắt đón đầu được cái đó và cái cuối cùng thái độ ứng xử cái thái độ ứng xử mình <laughs> gặp rất nhiều kiểu bi A theo kiểu là muốn khách hàng hầu các bạn No bi A à, nên hiểu là người ta thuê các bạn là để đi giải quyết vấn đề hay tận dụng cơ hội cho người ta mà đôi khi nó ví dụ các bạn đòi khách hàng người ta phải phân tích rồi người ta đưa thông tin cho các bạn luôn thì thôi người ta cần gì BA nên người ta tự làm công việc BA là người ta tự la output luôn cần gì các bạn để làm BA. BA mà hỏi khách hàng kiểu anh chị cần gì muốn gì thì đâu có được. BA yeah, là những người gọi là đôi khi á thật sự làm công việc BA dù là IT hay non IT cũng vậy đôi khi phải mình là người phải thỏa mình là người đưa dịch vụ tư vấn đưa dịch vụ giải quyết vấn đề, đưa dịch vụ tận dụng cơ hội cho khách hàng, cho các bên liên quan. Mà các bạn không uh, xử lý phân tích, các bạn uh, không xử lý phân tích, không đưa ra output đo cho các khách hàng, cho các bên liên quan người ta xác nhận thì cái đó không còn là ý nghĩa nữa các bạn bắt khách hàng mình gặp rất nhiều ba kiểu mà anh anh chị đang có nhu cầu gì anh chị đang cần cái gì anh chị đang gặp vấn đề gì ủa thật sự nếu khách hàng biết được những chuyện đó thì thôi khách hàng cần gì có vai trò cần gì thuê mướn ba các bạn nữa rồi à, chưa kể rất là nhiều cái vấn đề mặt thái độ ứng xử các bạn làm việc ok hay không là do cái vấn đề này cái thái độ ứng xử của các bạn trong công việc nó quyết định phối hợp với khách hàng, phối hợp với Dev, phối hợp với QA, QC, với Tech Team, giữa IPA với nhau, giữa BA với Project Manager, giữa các cái giữa các cái bên liên quan khác nhau kết nối không chúng ta lại như thế nào như thế nào. Đây là những cái vấn đề mà mình nghĩ không phải ai cũng nói. Chúng ta thường thấy những cái vấn đề về việc là chúng ta được gặp phải chia sẻ rất nhiều kiểu dùng tool sao, rồi vẽ vời diagram làm sao, rồi những cái, cái chia sẻ kinh nghiệm thực tế về mặt uh, case này, phải lưu ý những cái chỗ bị trích những cái chỗ bị rủi ro, những cái chỗ nguy cơ bất những cái đúng, những cái đó, nó cho các bạn kinh nghiệm thực tế nhưng chắc gì các bạn áp dụng được, các bạn rất hứng thú với những cái chuyện đó nhưng cái vấn đề về mặt thái độ ứng xử là một cái vấn đề mà gần như chúng ta bỏ lơi chúng ta không quan tâm trong khi đây mới là cái quyết định là cái con đường sự nghiệp cái con đường tháng tiến của các bạn như thế nào tại vì các bạn có thái độ ứng xử tốt thì cũng tương ứng với cái chuyện là cái thành tích của các bạn sẽ ra output sẽ rõ ràng sẽ ổn hơn rất là nhiều rồi còn một nội dung cuối cùng nói về cái vấn đề về mặt mình cũng chia sẻ một số liên quan cái việc tư duy liên quan tới việc sử dụng tool này kia mà mọi người sẽ gặp những cái hiểu lầm mà đây cũng là một cái điểm giúp cho các bạn tham chiếu nếu như nếu như các bạn ở đây ai mà chưa tham gia khóa học hay chưa uh, học ba mà muốn lựa chọn một cái khóa học đó cho mình thì cũng nên nên tham chiếu lại một phần nào đó về cái chất lượng của người trainer để mà chúng ta biết được là uh, cái, cái khóa học của chúng ta muốn tham gia đó nó có chất lượng hay không cái vấn đề đầu tiên đó là làm cái việc mà chúng ta phân tích đó, nó luôn phải trải qua ba giai đoạn và qua ba giai đoạn thứ nhất là giai đoạn requirement elicitation tức là giai đoạn thu thập thông tin khơi gợi yêu cầu thu thập thông tin thì các cái thông tin này nó được mang về thì chúng ta phải có giai đoạn business analysis để hiểu rõ để hiểu rõ khách hàng muốn gì, khách holder muốn gì. À, chứ chúng không có đoán. Rồi từ cái hiểu rõ này thì cái chúng ta mới thiết kế ra cái output. À, output này nó sẽ được căn cứ. Nó, output nó phải được căn cứ vào kết quả phân tích nghiệp vụ. Mình thấy rất là nhiều người ha hay là nhiều nơi bay từ đây vô đây luôn như hồi nãy mình đã nói rất là nhiều lần rồi cái này là sai sai trầm trọng luôn á nó tức là giống như là các bạn lấy thông tin lấy thông tin cái requirement elicitation các mọi người hay nghe này kia người ta hay gọi là đi thu thập yêu cầu không có đâu các bạn requirement theo đúng định nghĩa của BA requirement có nghĩa là problems và opportunity. Yeah. tức là các bạn đi thu thập thông tin để gặp cái gợi yêu cầu tức là chúng ta đi tìm kiếm vấn đề và cơ hội. Nhưng cái vấn đề và cơ hội đó chúng ta phải mang về chúng ta phân tích coi thực sự từ những cái vấn đề, những cái cơ hội đó người khách hàng, các bên liên quan người ta thực sự cần gì, muốn gì, chúng ta cần phải xây dựng điều gì? thì lúc đó chúng ta mới đưa ra được cái output chính xác. Chứ nếu không giống như là khách hàng người ta muốn uh, một căn biệt thự nhưng cuối cùng các bạn lại đi xây một căn nhà cấp 4. Người ta muốn một căn biệt thự sân vườn các bạn đi chỉ xây một căn nhà cấp 4 đơn sơ bình thường. Đúng không? đúng là nó vẫn nhà cấp 4 nhìn nhiều khi vẫn giống biệt thự nhìn giống villa đó nhưng mà thật sự cái muốn cái nhu cầu hoàn toàn khác biệt nếu bạn đi áp đặt như vậy thì sai hoàn toàn à, nó phải lưu ý rất là kỹ cái vấn đề này tiếp theo nè đây là một cái điểm mà nhiều người không để ý nữa function feature chức năng và tính năng phân biệt hai cái này rất quan trọng các bạn phân biệt hai cái này nó giúp cho các bạn phân tích rất là rõ về cấu trúc về structure của hệ thống đặc biệt dành cho các bạn solution architecture system analyst các bạn không phân tích rõ chức năng và tính năng các bạn không sẽ không xây dựng cái kiến trúc cái cấu trúc của hệ thống nó như thế nào một cách phù hợp cái nào trước cái nào ngoài cái nào trong cái nào thuộc cái nào cái nào là cái công cụ để mà hỗ trợ các cái chức năng cái nào là cái chức năng chính yếu nhất mà một cái hệ thống cần có à, các bạn không xử lý những cái phần này là mọi người sẽ chết à, đây là một cái điểm mà mình nghĩ chúng ta ai cũng biết về cái khái niệm này nhưng mà chúng ta lại cảm thấy là hai cái này không quan trọng và một cái cuối cùng một cái liên quan tới cái use case diagram à, một cái liên quan tới cái use case diagram mà mình thấy rất nhiều nơi dạy sai rất nhiều ngay cả trường đại học dạy môn phân tích hệ thống dạy tầm bậy cái này luôn dạy sai cái này luôn include và extend hai cái này nó thuộc về cái mối quan hệ trong use case diagram nó gọi là additional additional có nghĩa là phụ có nghĩa là cộng thêm nhưng chúng mình đầu tiên nè mình nói tại sao hai cái này mọi người sai là vì thứ nhất đó, đó mọi người dịch nghĩa đúng không include là gì là bao gồm include là bao gồm thì dẫn tới là mọi người cứ thấy cái gì có cần cái gì cần bao gồm trong use case là mọi người bao gồm nó là vấn đề đầu tiên là sao mọi người sai cái gì cứ use, cần bao gồm cần thuộc về thì mọi người include nó sai tầm bậy yeah. rồi cái vấn đề tiếp theo mọi người không chịu để ý cái chữ này additional các bạn muốn làm include và extend các bạn phải xác định được hai bước. Bước thứ nhất các bạn phải xác định được cái use case đó là use case chính hay use case phụ hay là additional. Use case chính là sao? Use case chính là những cái use case nó bắt buộc phải có để mà hoàn thành một cái mục tiêu. Use những cái những cái vấn đề này mình nói bạn nào học với mình rồi mình nói rất là kỹ nó luôn làm cái gì nó cũng phải có mục tiêu, cũng phải có mục đích, cũng phải có output làm nó phải có mục tiêu thì cái use case chính nó là những cái nó phải hoàn thành cái goal cái mục tiêu của một cái use case nó ra là cái gì Của một hệ thống nó ra là cái gì thì chắc chắn những cái này không bao giờ có include hay là extend không bao giờ có include và extend nó chỉ nói tới những cái use case phụ những use case cộng thêm mà thôi một trong những cái mình lấy ví dụ ví dụ như mọi người thấy chúng ta muốn sử dụng chức năng a thì chúng ta phải mọi người đây là một cái cây sai mà mình hay gặp nhất nè là sao Mu muốn thực hiện chức năng a phải login muốn thực hiện chức năng b phải login phải include login include tức là mỗi lần thực hiện use case chính nó phải xuất hiện extend tức là không có thể có có thể không có thể cần có thể không cần rồi quay lại cái vấn đề như a à, lúc nào có include login tức là mỗi lần các bạn muốn sử dụng chức năng a các bạn phải login các bạn sử dụng 10 lần thì phải login 10 lần no sai sai chúng ta login này nó là gì nó là cái trạng thái chúng ta cần phải đăng nhập thì chúng ta lại qua một khái niệm khác đó là recondition tức là tiền điều kiện à, yeah, in cũng liên quan như thế chuyện này hết đó thì từ những cái này mọi người thấy cái việc mà sử dụng include extend một cách vô tội vạ một cách sai lầm như hiện nay nó làm cho chúng ta gặp phải rất rất nhiều vấn đề về phân tích rất rất nhiều vấn đề về trình bày và người sai lắm À, cho nên những cái vấn đề này á, mọi người hãy lưu ý cho mình ha. Làm Include extend của cái use case mọi người phải rất là cẩn thận. Chứ nếu không mọi người sẽ đi vào một cái bớt xe, là làm theo kiểu dịch nghĩa, cứ, cứ dịch, 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 dịch ra rồi làm, làm một cách không có định hướng, không có cái gì rõ ràng cả. Rồi, ok, thì cũng... Uh, qua hơn một tiếng trao đổi thì đây là những cái vấn đề có thể nói là mình đang chắc lập những cái vấn đề gọi là phổ đang phổ biến hiện nay mà mọi người sẽ gặp phải những cái sai lầm từ định nghĩa từ cách hiểu từ carry path vân vân cho tới cách sử dụng tool công cụ mà mọi người gặp phải khi mà mọi người làm khi mà mọi người xử lý công việc khi mà mọi người muốn tiếp cận vào nghề ba vân vân thì phần tiếp theo này thì mọi người có thắc mắc, câu hỏi gì thì chúng ta cùng trao đổi ha. Các bạn có thể mở mic và các bạn có thể đặt câu hỏi trên cửa sổ chat ha. để phân tích vấn đề thì BA cần tool và techniques mà vì thông qua kinh nghiệm thực chiến thì có một cách nào đọc hiểu tình huống nhanh chóng để mà xác định trường hợp này cần tool gì, technique gì hay không. Chứ sẽ thẳng thắn là các bạn cỡ nào cũng cần kinh nghiệm. Cái gì nó cũng cần kinh nghiệm không các bạn, không có cái các bạn không có thể nào có một cái phương pháp gì mà mọi người có thể ăn ngay và luôn đâu. Chắc chắn luôn. Cho nên đó là tại sao các bạn thì nếu như nếu như trên đời này có cái phương pháp gì mà có thể đọc hiểu tình huống nhanh chóng xác định tình huống này luôn thì chẳng cần việc gì người ta có suy nhận biết đầu xin nhờ làm gì cả <laughs> ai cũng như ai hết à, đúng không Nếu như vậy thì, thì cần gì trong một cái dự án cần người có kinh nghiệm cần người xin nhờ nếu như ai cũng có thể xử lý như nhau à, cho nên là có những có những thứ chúng ta vẫn cần phải có kinh nghiệm mà không thể nào mà tại vì cái tính chất đọc hiểu tình huống nhanh chóng nó xuất phát từ kinh nghiệm chứ nó không phải xuất phát từ công cụ nó không phải xuất phát từ kỹ thuật hay công cụ mà cái việc đọc hiểu tình huống xử lý tình huống nhanh chóng nó xuất phát từ kinh nghiệm giống như các bạn lái xe đi tài già với tài trẻ nó khác nhau tài già người ta có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống nó sẽ nhanh nó sẽ hợp lý còn tài trẻ nhiều khi gặp tình huống đó tài già thì xử lý được còn tài trẻ thì lún quấn lên láng quán lên nhiều khi lại accident nặng nề đúng không cho nên là những cái đó đòi hỏi chúng ta vẫn phải có kinh nghiệm mà chứ không thể nào mà chúng ta có một cái cách nào cả nên là tại sao mà mình luôn phải nói là các bạn trẻ chúng ta vẫn phải có sự kiên nhẫn chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn để mà tích lũy qua thời gian qua thời gian nó sẽ hình thành nên một khái niệm gọi là trực giác nghề nghiệp thì từ cái trực giác nghề nghiệp đó nó sẽ giúp cho các bạn làm nhanh hiểu nhanh xử lý nhanh chứ không thể nào mà có một cái cách hay một cái tool hay một cái gì đó các bạn ăn nhanh và ngay và luôn được không bao giờ database À, với những cái nhu cầu về database các bạn phải học một môn các bạn đừng nghĩ là database các bạn phải học sql không phải các bạn muốn muốn hiểu các bạn muốn hiểu về nguyên lý database các bạn phải học microsoft access à, các bạn thực các bạn hiểu thực sự tất cả mọi kiến thức của mình liên quan tới database nguyên lý kia đều được nhờ microsoft access đưa cho mình ngay cả từ đại học do vô từ phần đại học cho tới cao học của mình về IT các môn liên quan tới data các môn liên quan tới database tất cả mọi thứ đều do cái kiến thức về Microsoft Access cho mình hết Microsoft Access là một cái phần mềm các bạn học thực sự là các bạn sẽ nắm rất rất kỹ rất rõ về cái database principle nguyên lý gì hệ thống lớn nhỏ gì về database nó đều cùng một nguyên lý cho <laughs> nên là mọi người sẽ nghĩ là học database để học SQL không các bạn chỉ cần học Microsoft Access mà thôi Junior để đạt được gọi là Junior theo ý kiến của mình các bạn phải có kinh nghiệm từ 1 tới 2 năm thì mới thật sự là Junior tại vì Junior để được gọi là Junior ít nhất mình quăng cái yêu cầu bạn phải làm được mình quăng cái yêu cầu nhỏ nhé. ví dụ các bạn mình cần mô tả một cái uh, feature thì mình quăng cái feature đó bạn phải tự làm được tự mô tả được Vâng vân. thì cái đó mới được gọi là junior chứ còn mà các bạn mình những phải hướng dẫn bạn cần phải làm cái gì phân tích cái gì với cái gì vân, vân thì chưa được gọi là Junior và thật sự cho dù các bạn có học được một khóa học nó kéo dài một năm đi chăng nữa thì chưa chắc bạn vẫn có thể bạn làm được junior đâu nhé Tại vì khi mà các bạn làm junior á, cái mức độ độc lập của bạn đã có một sự nhất định rồi. Còn học xong một khóa học giống như các bạn học đại học thôi. Các bạn học đại học, các bạn học 4 năm đại học, các bạn ra làm việc các bạn xử lý được ngay không tự lập được ngay không đâu có chắc nên là cái việc mà uh, ai cam kết cho bạn có việc làm ngay cam kết rồi ra là junior nhờ này kia mình thẳng thắn mà nói không thể nào được cho dù bạn có chọc chăm làm bài tập hay là giữ đổi cách mấy đi chăng nữa cũng không thể nào được như chúng ta học 4 năm đại học đâu phải nào ra ầm một phát rồi cho dù các bạn có học harvard đi chăng nữa thì cũng đâu phải nào quốc một phát rồi các bạn uh, Nhờ được không thế nào đâu cái kinh nghiệm thực tế nó khác với cái việc mà các bạn uh, làm việc trong uh, Trong quá trình các bạn làm dự án theo kiểu mô phỏng theo kiểu này kia trong quá trình học tập lắm mới nào được đó giống như là các bạn học lái xe vậy không các bạn lái một mình ngoài đường à, các bạn lái một mình ngoài đường với chuyện là lái xe ngồi cạnh có ông thầy nó khác nhau lắm các bạn nó khác nhau lắm cho dù là các bạn ngồi lái xe các bạn học lái xe hay các bạn ngồi với ông thầy các bạn mượt cỡ nào chăng nữa khi các bạn quăng một mình các bạn một mình một ngựa một con xe các bạn tự xử lý ngoài đời nó nó khác bọt lắm tương tự như vậy ba ấy vậy thôi các bạn ngồi trong khóa học một hai năm luôn các bạn có ông thầy ngồi bên cạnh chỉ dẫn coi review từng chút một nó khác rất nhiều so với chuyện là các bạn quăng các bạn phải tự ngồi một mình làm xong đưa một sếp thằng sếp thấy không được trả về sếp trả về rồi tự suy nghĩ tự mò đi coi sai gì được gì nó sếp mà ok Nhiều khi nó còn chỉ còn không ok <laughs> khi nó lại không nói gì hết kêu okay, không được rồi về sửa lại không biết sửa gì sao cái việc mà học có ông thầy nó khác nó khác lắm nên là, là các bạn đừng nghĩ là các bạn học khóa học nhưng bạn học một năm hai năm đi chăng nữa học phá không phá ba một năm hai năm nữa là các bạn đương nhiên real nhờ không có tại vì các bạn lúc đó có ông thầy còn khi mà các bạn quăng một mình các bạn làm đó là một vấn đề hoàn toàn khác môi quan thành khác. Nên yeah, cho nên là hãy lưu ý những vấn đề đó ha. Đây là cũng là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ là các bạn hãy uh, tỉnh táo hơn trong quá trình các bạn uh, lựa chọn. Chứ uh, ai với mình không bao giờ cho các bạn một bức tranh màu hồng đâu. Các bạn phải hiểu được cái vấn đề mà các bạn phải gặp phải. Yeah. có một câu châm ngôn một vấn đề được định nghĩa và phân tích đúng thì vấn đề đó nó được giải quyết một nửa câu này có đúng với bi không ví dụ đôi khi khách hàng xác định được vấn đề chưa chính xác và bi cần định nghĩa lại vấn đề cho khách câu này đúng với bi mà tại vì bi là người đi giải quyết vấn đề người, bi là người đi tận dụng cơ hội thật sự khi mà các bạn đã định nghĩa được vấn đề define được cái nói theo bi là define needs được thì gần như các bạn sẽ tìm ra được câu trả lời Là các bạn cần phải đưa ra cái solution gì Cái quan trọng là xác định được cái vấn đề hay không Cái câu chăm ngôn này rất đơn giản Nhưng mà đâu phải lúc nào Chúng ta cũng xác định được vấn đề Đúng không? Cho nên là cái việc mà chúng ta uh, Xử lý được cái vấn đề Định nghĩa được xác định đúng rồi đó Ừ là chúng ta sẽ có solution Nhưng đúng nghĩa chỉ nắm một nửa thôi tại vì solution nó cũng chưa chắc chính xác hoặc là chúng ta đưa ra được vấn đề định nghĩa được xác định đúng đó nhưng vì những lý do khác chúng ta không thực thi được thì cũng vậy thôi <laughs> cho nên là không phải lúc nào cuộc đời nó cũng hoàn hảo đâu có rất nhiều trường hợp mà chúng ta định nghĩa được xác định được nhưng cuối cùng thực sự chúng ta cũng lực bất tòng tâm chúng ta không thể nào giải quyết được nghiệp vụ có quan trọng hơn công việc trong BA không chắc chắn chắc chắn luôn business analysis nghiệp vụ rồi mới tới phân tích các bạn không nắm nghiệp vụ thứ nhất khách hàng nói stakeholder nói các bạn không hiểu gì hết như vịt nghe sấm các bạn không nắm nghiệp vụ các bạn có giỏi tuôn đến cỡ nào để chăng nữa các bạn cũng không biết phân tích cái gì nó giống như là các bạn biết cái cờ lê cái tu dích các bạn biết cái cờ lê cái tu dích các bạn biết sử dụng nó để dặn ốc để dặn dích nhưng các bạn không có kiến thức về xe máy thì bây giờ cái xe nó hư cái xe có nó chết máy thì các bạn cũng không biết sửa cái gì cũng không biết mở cái gì cũng không biết dặn cái gì hết cho nên tool cái mức độ quan trọng đối với mình nó chỉ chiếm từ 20 tới 30 phần trăm thôi bản chất các bạn không hiểu tool không biết dùng tool các bạn vẫn làm công việc VA được các bạn còn hoàn toàn có thể mô tả bằng lời nói chuyện bằng lời được không chẳng chết ai hết đó, đó các bạn vẫn ra được áp các bạn vẫn giải quyết vấn đề được tool nó hỗ trợ cho các bạn nó phân tích rõ ràng hơn nhanh hơn trình bày thiết trình trình bày mô tả nó nhanh hơn gọn hơn thôi dễ hiểu hơn thôi cái quan trọng là chữ business chứ không phải quan trọng là cái tool các bạn không có business các bạn không làm được cái gì đâu đó là lý do tại sao công ty product hay công ty áo sụt sinh đều phải tuyển người có kinh nghiệm domain là vậy không hiểu domain không biết làm gì hết đó à, các bạn uh, không để ý uh, uh, tool uh, các bạn để ý tool quá nhiều các bạn không quan tâm trong dòng nghiệp vụ thì các bạn đi làm các bạn cũng không hiểu khách hàng muốn cái gì các bạn cũng không hiểu là khách hàng cần cái gì hết đó. khách hàng nói xong bạn cũng không hiểu gì luôn Oh, còn ai hỏi gì không? Nếu là một BA của công ty product Ví dụ bên em đang làm ERP Thì mình làm sao, làm sao để làm ra một sản phẩm Mà không bị giảm vô tình huống đẻo cày giữa đường Ví dụ như project A Khách hàng yêu cầu có thêm chi tiết này trên dashboard nhưng ở project B họ không thích như vậy, họ yêu cầu theo cái họ cầm. Ừ, chưa hiểu vấn đề. Vấn đề đầu vấn đề của em là cái đất này em thuộc dạng giống như kiểu um, giống như giống như ví dụ Microsoft Dynamics đi nó sẽ kiểu có một cái kho thôi còn lại là mỗi khách hàng đều phải đi customize lại hết hay là cái product này của em đó, nó là kiểu uh, nó là cái module chung như vậy rồi không có thay đổi được dạ uh, yeah, nó sẽ là chung như vậy luôn á anh bởi vì thí uh, dụ uh, giống như bên như em có trình bày á và giống như bên em đang chạy cái dự án này cái này là cái về phần mềm quản lý chất lượng thì nó sẽ có những cái TV dashboard nó có những cái dashboard để mà hiển thị ở dưới uh, truyền sản xuất cho khách hàng thì ví dụ em đang quản lý dự án ở nhà máy này họ yêu cầu là họ muốn uh, thấy cái uh, mục tiêu sẽ hiện trên dashboard cho họ thấy nhưng mà ở bên một cái nhà máy khác thì họ lại không muốn hiện cái đó họ muốn hiện theo cái cái những cái mà những cái uh, chi tiết mà họ cần thì 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 ví dụ mình là một BA hoặc là mình là một người nhân viên triển khai hệ thống đi thì mình cần phải làm sao để mà cho cái hệ thống của mình nó nó không có bị giảm như ừ ai kêu gì cũng sửa theo theo nấy á thì nó sẽ bị rất là lộn xộn trên cái hệ thống của mình Cái này thì nó phải phụ thuộc vào cái chính sách của công ty Chứ thật sự ở góc độ một người BA bạn cũng không có thể nào quyết định được chuyện gì cả. cái vấn đề đầu tiên á nó sự ở vai trò một người BA. Bạn chỉ đóng vai trò ở đây là bạn đi thu thập thông tin, thu thập yêu cầu thôi. Và cái việc bạn xử lý bạn phải đưa về người product manager, người head product của bạn để mà người ta tổng hợp và quyết định chứ người BA bản chất ở đây mình làm rõ nha những cái xử lý của chuyện này không phải là mình kêu các bạn kiểu là người BA phải làm gì gì các bạn đầu tiên việc cần làm rõ là bạn phải xác định được trách nhiệm quyền hạn giới hạn của bạn tới đâu và ở case này bạn chỉ là một người BA bình thường thôi bạn chỉ có trách nhiệm là thu thập đầy đủ các cái mong muốn các cái yêu cầu của khách hàng A, khách hàng B, khách hàng C, khách hàng D gì đó rồi bạn phải chuyển về người có trách nhiệm về những chuyện này xử lý đó phải là những người product manager head product product director gì đó thì người ta mới có thẩm quyền nhìn vào những cái đó thì người ta phải thì các bạn có thẩm quyền đó người ta mới ừ cái nào làm được cái nào không cái nào ok cái nào điều chỉnh gì rồi có thể cái roadmap phát triển chức năng tính năng gì đó cho cái sản phẩm nè chứ bi chứ cái vấn đề quan trọng là như vậy chứ không phải là người bi ở đây là sao các bạn á ở đây từ cái case này mình muốn nói chung như thế này là các bạn thường gặp những cái vấn đề đó với khách hàng các bạn cái cây này mình gặp nhiều lắm khi mà mình làm những cái dạng mà dạng những cái sản phẩm integration tích hợp gặp nhiều lắm mỗi khách hàng mỗi kiểu nhưng bây giờ sao Thì bây giờ mình có ví dụ Mình có 10 bạn nhân viên đi 10 bạn nhân viên đó 10 khách hàng 10 mỗi cái mỗi kiểu thì sao Thì cái quan trọng không phải là bạn 10 bạn nhân viên đó Giờ phải làm sao để thỏa mãn khách hàng Không Quan trọng chúng ta phải làm một cái là 10 người đó tổng hợp thông tin về rồi Rồi book một cái meeting Họp lại Để mà cái người Product manager cái người head vào đất cái người đồ đất director người ta nhìn vào cái bức tranh chung đó người ta nhìn người ta làm gì chứ bản chất các bạn BA ở dưới các bạn sao? các bạn không có tiếng nhất nhất các bạn không có quyền thứ nhất là các bạn không có quyền thứ hai các bạn mỗi người là một cái mảng khác nhau mọi người không có nhìn được cả bức tranh chung nó như thế nào cần phải làm gì ra sao điều chỉnh hệ thống gì cái mức độ tác động nó như thế nào các bạn không nhìn được nè thì cái cách xử lý nó phải là như vậy chứ không phải là bây giờ xử lý sao để cho từng khách hàng của bản thân đúng không? chúng ta thường chỉ quan tâm được chính bản thân của chúng ta thôi à, thì, thì từ từ cái này á. mình cũng nói theo một cái case khác mình nói một cái vấn đề khác nó đúng hơn một cái vấn đề khác tức là trong quá trình mọi người làm việc á, mọi người sẽ có một cái tâm lý là chúng ta sẽ phải làm sao để mà cải tiến hơn change to be better change, change, thay đổi để tốt hơn nhưng mà chúng ta đưa ra những cái ý kiến đề xuất những cái đó đôi khi nó chỉ đứng ở góc độ là góc nhìn của đơn lẻ của chúng ta thôi cái người quản lý người ta sẽ nhìn khác dẫn tới là đôi khi á, ý kiến của bạn nó match ở trên cũng thấy như vậy, ok, bạn happy ở ờ, sếp nghe mình, nhưng đôi khi cái góc độ của bạn nó là như vậy, nhưng mà ở trên người ta nhìn bức tranh chung hơn, người ta nhìn bức tranh rộng hơn, dẫn tới là người ta phản đối, người ta không đồng ý, người ta không approve, dẫn tới là bạn nhăn nhó, bạn khó chịu hay là bạn chê sếp này không có này kia, không. Ừ. mình bỏ qua những cái trường hợp mà sếp mà kiểu tự, tự quyết tự xử này kia ha nhưng mình nói một cái vấn đề gọi là happy case nhất đó là người sếp tự đang người ta biết hết người ta thấy hết nhưng không phải là muốn thay đổi là thay đổi có thể ở góc độ của bạn nhìn cái vấn đề của bạn đó là đúng nhưng mà nhìn toàn cục thật ra nó chẳng ý nghĩa, nó cũng chẳng thay đổi gì về toàn cục cả. Hay là cái vấn đề của bạn đưa ra đúng đó, nhưng mà nó chưa đủ case study, chưa đủ data để mà nó quyết định nó ảnh, nó là một cái thay đổi chính xác để mà cho toàn cái bức tranh nó được thay đổi. Người làm sếp không phải là cứ ai nói cái gì cũng thay đổi hết có mà chết, mà lắm thì tui, quay lại cái case như thế này thì như mình nói mỗi khách hàng như vậy cái vấn đề ở đây phải các bạn cái cần làm của một người BA mà chắc các bạn BA không có quyền đúng không nhưng mà phải đưa các cái uh, yêu cầu này ngồi tổng hợp lại sắp xếp lại rồi chuyển cho người có thẩm quyền như product manager Hết đất, hay gì đó người ta coi và người ta đưa ra quyết định xử lý Chứ BA đâu có quyền Thứ nhất BA không có thẩm quyền và BA cũng chẳng có việc gì Tự nhiên đi làm công việc của người khác như vậy Đúng không? Trong khi đây là những cái vấn đề mà product manager Hết đất product director người ta phải xử lý Chúng ta làm rõ trách nhiệm quyền hạn ra Chứ chúng ta không có uh, ôm show Rồi ok nếu... Uh không có gì hỏi thì chúng ta kết thúc ở đây ha cảm ơn các bạn đã dành ít thời gian buổi tối cuối tuần để tham gia seminar rồi chúc các bạn một sự nghiệp dây thành công chào các bạn